Bắt giữ nghi phạm siết cổ tài xế, cướp taxi ở Phú Lý, Nguyễn Thành Nam đã bất ngờ tấn công, siết cổ tài xế vào ghế lái. Rất may, tài xế đã nỗ lực chống trả và thoát ra ngoài, còn nghi phạm cướp xe taxi trốn chạy. Tối ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nghi phạm cướp xe taxi sau hơn 8 giờ đồng hồ gây án. Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Phủ Lý tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1982, trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, lái xe taxi biển kiểm soát 90A03131. Anh Vượng cho biết có chở nam thanh niên đến khu vực xóm 7, xã Liên Tuyền, thành phố Phủ Lý thì bị bất ngờ tấn công, siết cổ vào ghế lái. Anh Vượng đã cố gắng chống trả và may mắn thoát ra ngoài. Nghi phạm cướp xe taxi rồi phóng chạy mất. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý đã huy động lực lượng, phương tiện để điều tra, truy bắt nghi phạm theo dấu vết nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bắt giữ được người gây án là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1983, khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà thuộc tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thu hồi chiếc ô tô biển kiểm soát 90A03131, hai điện thoại di động và 1 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, Nam có biểu hiện bị kích động, hoang tưởng. Theo chính quyền địa phương và gia đình, Nam có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện. Hiện Công an thành phố Phủ Lý tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hà Đoàn, Công an Nhân dân.